Khi đến Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, ta đã có cảm nhận một vùng quê trù phú bao la, cảnh đẹp người sinh. Sau cổng làng là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Hai bên đường là những vườn bưởi xanh tươi. Thôn Cầu Mơ hôm nay được sáp nhập bởi hai thôn, thôn Cầu 17 và thôn Cầu Mơ. Thôn Cầu Mơ là một trong 6 thôn của xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, với diện tích 107,8 hectare, 165 hộ dân với 628 nhân khẩu. Nền sản xuất chính là cây bưởi và phát triển chăn nuôi như gà, vịt, lợn và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Thôn có các đường xương cá đi lại thuận lợi, được đổ bằng bê tông rộng từ 3m đến 3,5m do nhân dân tự nguyện và được sự hỗ trợ của nhà nước, nối ra trục đường quốc lộ 37 đi Tuyên Quang. Có nhiều hộ gia đình xây được ngôi nhà đẹp, rộng rãi, khang trang, con cháu học hành, mọi chi tiêu cũng từ những cây bưởi, đàn gà, đàn vịt, những con lợn. Điển hình các hộ trong thôn như gia đình ông Vũ Sông Thương, gia đình chị Trần Thị Oanh, gia đình ông Trần Văn Thân. Tôi đi cắt cỏ cá về. Cá có nhiều không? Có hơn 100 con. Mỗi con bao nhiêu cân rồi? Nó tầm 4 cân. 4 cân. Ao bao nhiêu diện tích à? Ao nó gần 2 sào. Vâng ạ, thế ạ. Vâng. Thế là và chủ yếu là phát triển gia đình là cá rồi. Và chăn nuôi mấy cây thôi. Và cây bưởi ạ. Vâng. Có cây bưởi thì đây, bưởi đây. Gần tổ đây rồi. Vâng. Bao nhiêu năm rồi cô? Cái bưởi năm nay là 60 năm anh ạ. À, 6 năm ạ. À, từ ông cụ rồng ạ? Vâng, từ ông cụ em ở dưới quê lên là ông rồng đấy. Quê ta ở đâu? Quê ở dưới Lý Nhân, Hà Nam. Nam, vâng. Ông rồng. Vâng, ông bố chồng em rồng. Vâng. Bây giờ đến đời chúng em. Vâng. Nhà em hiện tại bây giờ là 4 đời ở với nhau. Em Nguyễn Hồng Thúy. Hiện tại bây giờ em đang làm chi hội trưởng phụ nữ của thôn Cầu Mơ. Kỹ quá nhỉ. Bà Nguyễn Thị Loan, người đã cùng gia đình hiến tặng đất quý cho thôn để làm nhà văn hóa. Nhà văn hóa thôn Cầu Mơ to, đẹp, khang trang, là nơi sinh hoạt cộng đồng. Bà Loan vui vẻ tâm sự. Theo như tinh thần của tất cả trẻ em về các cụ già rồi các thanh niên đều mong muốn là thôn Cầu Mơ có một cái ngôi nhà văn hóa để sinh hoạt. Thì tôi thì cũng nghĩ là về các con các cháu về mai sau thì tôi cũng hiến cho thôn mình ít đất để xây dựng một cái nhà văn hóa để có một cụm dân cư cho các cháu sinh hoạt. Cũng nhờ tất cả cộng đồng dân cán bộ trong xã giúp đỡ nữa, thế cho nên là thôn chúng tôi đã làm được cái nhà văn hóa khang trang đẹp đẽ. Vâng, nếu nhà văn hóa cần thì tôi lại hiến thêm cho làm cho khang trang đẹp đẽ thêm. Trong thôn có các phong trào đều do chi bộ, các chi hội đoàn thể quan tâm. Hàng tuần bà con lao động dọn dẹp đường đi, trồng cây xanh, tăng cường ánh sáng. Một sáng tạo mới là trồng hàng cau bên đường. Các buổi chiều câu lạc bộ bóng bàn, bóng chuyền hơi hoạt động sôi nổi
câu lạc bộ văn nghệ tổ chức biểu diễn các tiết mục đặc sắc phục vụ nhân dân, tổ chức các hội thi tìm hiểu về Đảng, về quê hương, đất nước, con người. Mọi hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020 thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, qua lời tâm sự của đồng chí Trần Văn Hiệp, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cầu Mơ chúng tôi để có được như ngày hôm nay thì là bằng cái sự lãnh đạo của chi bộ, chi ủy, thế rồi là ban mặt trận thôn cùng toàn thể nhân dân trong thôn đã đoàn kết, đồng thuận, thống nhất để thực hiện phong trào đó. Thì bằng các cái việc làm cụ thể như sau, hay là đã vận động được hộ gia đình hiến đất để xây dựng nhà văn hóa của thôn, thế và cũng tuyên truyền vận động nhân dân đã chủ động và làm được bê tông mà theo cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước là xã hội hóa toàn dân. Thế rồi là cũng phát huy được các cái phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn luôn được nâng cao. Thế và coi như là về cái phong trào an ninh trật tự xã hội luôn luôn được giữ vững. Thế, trong thôn thì không có các cái hiện tượng là trộm cắp, thế rồi là các cái tệ nạn xã hội nghiện hút. Thế, và những cái việc hiếu hỉ thì ma chay hiếu hỉ thì thực hiện theo đúng các cái quy định của nhà nước. Thế để mà đạt được các cái nhiệm vụ thành quả như trên thì chung quy lại là phải chốt lại là có hai cái yếu tố quan trọng nhất, đấy là cán bộ đảng viên chi bộ là phải đoàn kết nhiệt tình thống nhất và vô tư. Thứ hai nữa về kinh tế là phải vô tư sòng phẳng, công khai minh bạch thì bà con nhân dân người ta mới đồng thuận, người ta mới đoàn kết, người ta mới đồng thuận thực hiện theo cái sự lãnh đạo chỉ đạo của chủ tịch. 20 năm qua, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có kết quả như trên được thể hiện qua những tấm bằng khen của Bộ Văn hóa, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cuộc thi do các ngành, các cấp tổ chức. Cán bộ nhân dân thôn Cầu Mơ ngày càng đổi mới.